Tối qua tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề Hội Xoan 2024 miền di sản. Tới dự chương trình có đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh cùng đông đảo người dân và du khách. Tại chương trình, gần 300 nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, vũ công đã biểu diễn nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu, tôn vinh di sản hát xoan Phú Thọ và ca ngợi tình yêu quê hương đất nước như khai trống môn đình, liên khúc câu hát hội xoan, trống quân, xin huê, đấu huê, bỏ bộ. Theo anh về bản, một vòng Việt Nam. Cùng với đó là màn trình diễn các bộ sưu tập thời trang mang đậm sắc màu văn hóa vùng đất tổ như hát xoan, hồn Việt, về với cội nguồn, di sản. Màn trình diễn do các hoa hậu, người mẫu thể hiện, kết hợp với nghệ thuật biểu diễn và hiệu ứng âm thanh ánh sáng lung linh huyền ảo, tạo nên một sự kiện văn hóa thời trang hấp dẫn, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo nhân dân du khách. Chương trình cũng đã công bố và giới thiệu Hoa hậu du lịch Việt Nam toàn cầu 2021 Lý Kim Thảo là đại sứ quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh Phú Thọ năm 2024. Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao chứng nhận xác lập kỷ lục cho chiếc áo dài thổ cẩm kết nối tinh hoa Tây Bắc và bộ sưu tập áo dài về với cội nguồn, lấy cảm hứng từ lễ hội Đền Hùng, tạo nên bức tranh phong cảnh khu di tích lịch sử Đền Hùng trên nền lụa đầu tiên tại Việt Nam. Thông qua chương trình nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy đạo lý uống nước nhớ nguồn và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa của đất tổ nói riêng và của dân tộc Việt Nam nói chung, đồng thời góp phần giới thiệu quảng bá tiềm năng thế mạnh về du lịch vùng đất tổ.